Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một ứng dụng mà được kết nối từ một cái cảm biến khoảng cách và một cái mạch LED DK89 loại 16 hoặc là 32 kênh. Thì như chúng ta đã biết, mỗi nhà thì đều có cầu thang lên xuống, thì mỗi khi mà mình lên cầu thang hoặc là xuống cầu thang thì đều phải có cái công tắc bật tắt, có khi là mình còn quên. Từ đấy thì mình thấy là ứng dụng của cái con cảm biến khoảng cách này khá là hữu ích khi được kết hợp với cái mạch DK89. Thì hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn và demo cái sản phẩm này trên cái kit 89 này, ứng dụng vào cái gia đình của mình. Thì để làm được cái sản phẩm trên thì chúng ta cần một cái cảm biến khoảng cách loại 30 cm. Tùy thuộc vào cái khoảng cách cầu thang của bậc cầu thang thì các bạn chọn cái cảm biến khoảng cách nhé. Đây thì mình sử dụng 30 cm, trên thị trường thì có cả loại 80 cm. Đây là hai cảm biến này sẽ được lắp ở dưới chân cầu thang và trên cầu thang, tức là đầu trên và đầu dưới. Đây là mạch công suất, mạch này điều khiển 32 led. Thì các bạn có thể sử dụng loại led đèn dây 5V hoặc là led 12V. Đây là cái mạch 16 kênh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách kết nối các cái hai cái module này với nhau. Trước tiên thì các bạn có thể quan sát đào cái sơ đồ mà bên mình đã lắp ở trên cái màn hình các bạn đang xem ấy, về để theo dõi. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về con cảm biến này. Đây là cảm biến khoảng cách loại 30 cm. Thì chúng ta có nhìn thấy là có 3 dây: dây nâu, dây xanh dương và dây đen. Thì nâu nó là VCC, tức là dương nguồn. Xanh dương là GND, tức là âm nguồn. Còn chân đen là chân dữ liệu data. Cấu tạo của cảm biến khoảng cách thì ở trong nó là một con led phát, một con led thu. Khoảng cách của nó là 30 cm. Thì để điều chỉnh cái khoảng cách 30, từ 0 đến 30 thì các bạn điều chỉnh cái biến trở ở đây nhé. Đây, biến trở đây, đây là biến trở tinh chỉnh. Mình cần hai cái. Ok, màu dây các bạn chú ý nhé. Con này thì nó hoạt động được từ theo thông số của nhà sản xuất ấy, thì được từ 10 đến 30V. Thì mình hiện tại mình sử dụng ở điện áp 5V thì nó vẫn hoạt động được. Tiếp đến là cái mạch LED DK89 loại 36 full. Thì các bạn chú ý cho mình về cái chân cấp nguồn nhé. Ở đây nó có thể sử dụng được hai nguồn này. Một nguồn là trên 5V và một nguồn là 5V. Chân thứ hai, hai chân ở giữa thì là hai chân đất được nối chung. Đấy, các bạn có thể nhìn mạch đằng sau. Đấy, chân thứ hai đây. Chân 2 chân 3 là hai chân đất. Ở đây thì mình nếu như các bạn mà sử dụng loại led mà 12V ấy thì các bạn đấu nối bên này và cắm led cùng ở bên này luôn. Còn cái cảm biến khoảng cách của mình thì luôn phải được đấu ở bên 5V nhé. Bởi vì khi mà cấp nguồn ở bên 5V thì cái con vi điều khiển này nó mới xác định được mức logic 01. Đấy, thì nó mới áp dụng được cái cốt mà bên mình đã nạp vào cái con vi điều khiển này. Rồi, đối với loại sử dụng loại led 5V thì đây, led 5V đây. Đây là led liền dây 5V. Led liền dây 5V này nếu như sử dụng thì các bạn sử dụng chân dương led là vào dương nguồn. Âm led thì các bạn nối vào các cái cổng header của cái mạch led này lần lượt. Thì theo mình lập trình đấy thì mạch led này nó sẽ chạy từ 32 về 1 và chiếu ngược lại 1 về 32. Rồi. Do là cái cần có hai chân IO để mình gắn cái tín hiệu từ cảm biến trở về nên là cái mạch DK này sẽ bị mất đi hai kênh, tức là số bóng led chỉ còn có 30 kênh thôi. Còn hai kênh thì mình đã ứng dụng để mình
là lấy tín hiệu đầu vào từ cảm biến rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đấu nối nhé. Các bạn để ý được mặt đằng sau này, thì cái này mình đã chú thích ở trên cái link mà mình đã public ở trên YouTube rồi. Có hai chân này, chân 1 này và chân thứ 2 này. Thì hai chân này là hai chân của 89S52, cụ thể là chân số 1 và chân số 2 của 89. Thì các bạn đấu cái chân dây đen đây, cái dây màu đen này, dây màu đen của cảm biến khoảng cách nhé. Nối cảm biến 1 vào chân số 1 và cảm biến 2 vào chân số 2 của chân vi điều khiển 89. Còn cái con cảm biến này còn hai dây VC và GD, thì các bạn nối vào dương 5V đây. GD của cảm biến thì các bạn cấp âm bình thường, tức là cấp nguồn cho cảm biến bình thường bằng nguồn 5V. Mình chỉ lấy mình cái dây màu đen. Đây mình sẽ hàn trực tiếp vào chân IC luôn. Rồi. Chân thứ 2. Rồi. Sau khi đã cấp nguồn 5V thì hiện tại hai LED ở số 32 và 31 đang sáng, tức là chân IO của cảm biến khoảng cách đây 1 và 2 đang có tín hiệu. Thì bây giờ bắt đầu mình ví dụ như sẽ có người đi lên ở bậc thang ở dưới nhà tầng 1 đây, thì LED sẽ được sáng dần từng bậc một cho đến LED số 30. Thời gian mình đang để là khoảng tầm hơn 1 giây thì sáng 1 LED. Và thời gian chờ khi mà tất cả các LED đều sáng khoảng tầm gần 20 giây, để đảm bảo là mình đã lên phòng. Thì tất cả các LED sẽ tự động tắt theo chiều lùi dần. Đây là cảm biến 1. Giả sử như trường hợp mà mình từ trên tầng đi xuống thì cảm biến sẽ hoạt động như nào, thì mình sẽ lựa chọn đến cảm biến 2. Cảm biến 2 sẽ hoạt động từ trên dưới và ngược với cái chờ 1 đấy. Thì tất cả các header IO này các bạn có thể lắp loại LED 5V hoặc là 12V tùy thuộc vào cái ứng dụng của các bạn. Nếu như lắp 12V thì các bạn chú ý cho mình là dương LED sẽ được nối vào dương 12V, còn âm LED thì được nối vào đây, các cái header đầu ra. Và loại 5V cũng thế, và 5V thì các bạn cũng âm LED vào các header này và dương LED vào dương 5V. Đấy, mạch đã hoạt động. Tiếp tục mình lại thử đi từ trên xuống. Đấy. Rồi. Ok, vừa rồi thì nhóm review mới giới thiệu với các bạn về cách ghép nối cái cảm biến khoảng cách cùng với cái mạch LED DK89 32V. Thì rất mong nhận được sự hưởng ứng từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe cho kênh nhé.